Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 2 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 166 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 tỉnh Hưng Yên. Theo đó chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 với nhà đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng Long 2. Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp quy mô dự án 180,5 ha. Vốn đầu tư của dự án là gần 100 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 14 triệu 700 nghìn đô la Mỹ, vốn huy động 83 triệu 300 nghìn đô la Mỹ. Thời gian hoạt động của dự án kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư đến ngày 17 tháng 11 năm 2056. Địa điểm thực hiện dự án các phường Dị Sử, Phùng Trí Kiên và các xã Hưng Long, Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất. Về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và các điều kiện áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổ chức thực hiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động đúng quy định của pháp luật ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên chịu trách nhiệm về các thông tin số liệu báo cáo tại hồ sơ dự án và các nội dung thẩm định hồ sơ dự án tại văn bản gửi bộ kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật căn cứ nội dung dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư thực hiện các thủ tục cho dự án theo quy định tiếp thu ý kiến của bộ kế hoạch và đầu tư và lấy ý kiến các cơ quan liên quan tại báo cáo thẩm định của bộ kế hoạch và đầu tư Hướng dẫn giám sát nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật. Các bộ xây dựng, tài nguyên và môi trường hướng dẫn kiểm tra giám sát việc đầu tư xây dựng, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, bảo đảm thực hiện đúng các quy định pháp luật thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình. Ký thay Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh